Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Đặc biệt là các bác có niềm đam mê gác bìm bịp các bác nhé. Thì ở cái nội dung video giới thiệu sản phẩm hôm nay thì em muốn gửi tới các bác hai cái mẫu lùm mà bên nhà em kinh doanh bán rất là chạy trong cái thời gian qua. Cái mẫu thứ nhất mà ở bên phía tay phải màn hình em đây là cái mẫu lùm thường, đặc điểm nhận dạng của nó là màu đen các bác nhé. Còn cái mẫu lùm thứ hai mà em muốn giới thiệu với các bác là mẫu lùm thừa màu trắng bên phía tay trái màn hình các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết mẫu lùm này để các bác cùng nắm bắt và cùng theo dõi các bác nhé. Thì đây là cái mẫu lùm thường này các bác này, đặc điểm nhận dạng của nó là màu đen các bác nhé. Thì cái mẫu lùm này á được làm hoàn toàn bởi Inox 304 các bác nhé. Đặc điểm của cái Inox 304 này là cái inox không hút lâm châm các bác nhé. Khi các bác mua hàng và các bác nhận hàng, trước khi thanh toán thì các bác có thể dùng lâm châm test xem là đây có phải là Inox 304 như lời em nói hay không các bác nhé. Thì cái lùm thường này á nó làm hoàn toàn bằng Inox 304 và phi những cái thanh to này là phi 3 các bác nhá. Còn những cái lan bé là phi 1 này các bác này, 1 ly. Những thanh to này thì bên nhà em hàn hoàn toàn bằng thủ công các bác nhá. Hàn hoàn toàn bằng thủ công, còn những cái sợi bé này thì bên nhà em đã cột dây dù và được nhỏ keo. Và toàn bộ cái lùm này đã được sơn một lớp sơn tĩnh điện màu đen như thế này các bác nhá. Về phần lưới của chiếc lùm này thì là lưới sợi 20 và đã được vào lưới thủ công các bác nhá. Vào lưới thủ công này. Về cái phần đáy lưới á, đây là đáy lưới á, thì đã được bên nhà em thắt chống xô các bác nhá. Thắt chống xô rất là cẩn thận như thế này, thắt rất dày và cẩn thận như thế này các bác nhá. Thì cái ở cái lò xo kết cấu của lò xo của cái lùm này thì rất là chắc chắn này các bác nhá. Các bác nhìn thấy lò xo đấy ạ. Lò xo rất chắc chắn và cái cánh của lò xo rất dài. Cánh của lò xo rất là dài các bác nhá. Thì mỗi một bên cánh là được ghim bởi hai lò xo trợ lực như thế này các bác nhá. Lò xo thì rất là dày và mạnh các bác nhá. Còn về phần cái đầu của cái lùm này, cái đầu móc của cái lùm này thì có một cái móc nhá. Khi mà cái con mồi nó bị sập trong này mà nó bị rúc ấy thì sẽ bị được cái móc này giữ lại như thế này các bác nhá. Giữ lại như thế này để con bổi không thể chui được qua các bác nhá. Cái phần cầu tử này á, về phần cầu tử này thì được cấu tạo bởi lò xo các bác nhá. Cái cầu tử này các bác có thể chỉnh được độ lông, độ sâu là tùy theo các bác đánh và tùy theo sở thích của các bác nhá. Cái cầu tử này hoàn toàn có thể chỉnh được các bác nhá. Khi các bác đi đánh thì các bác có thể chỉnh được. Cái trọng lượng của cái lùm này thì rất là nhẹ các bác nhá. Nó chỉ hơn 3 cân một tí thôi. Khi mà nhẹ như thế này thì rất thuận tiện cho các bác khi mang đi những địa điểm xa, mang đi rừng đánh nha các bác nhá. Khi các bác mang thì các bác có thể bỏ vào trong ba lô để mang đi đánh rất là thuận tiện các bác nhá. Thì với cái mẫu lùm này thì bên nhà em bán hơn 1 triệu đồng thôi các bác nhá. Có hơn 1 triệu đồng thôi ạ. Mẫu lùm Inox 304. Còn về cái phần mẫu lùm thứ hai này bên nhà em đang kinh doanh đây, bán rất chạy trong cái thời gian qua là cái mẫu lùm thừa các bác nhá. Về hình thức của nó thì nó sẽ to hơn mẫu lùm thường này một chút và sẽ làm được bởi Inox phi dày dặn hơn. Inox to hơn các bác nhá. Thì cấu tạo của nó thì cũng làm từ Inox 304 và cái phần cầu tử của nó thì cũng đã được độ sẵn như thế này rồi các bác nhá. Độ sẵn như thế này rồi. Khi mà các bác mua về là các bác không phải làm gì nữa mà cứ thế là mang đi chơi rồi chứ không phải làm bất kể một chi tiết gì thêm các bác nhá. Đây cầu tử đấy, đã được độ sẵn bằng mây. Thì những cái lan to thì bên nhà em cũng hàn thủ công bằng tay các bác nhá. Còn những cái lan bé thì là những cái lan bé thì em buộc dây dù và đã nhỏ keo rồi các bác nhá, nhỏ keo rất là cẩn thận này các bác này. Thì cả hai cái mẫu lùm này có thể là vừa đánh đất vừa treo cây được các bác nhá, vì cái độ cao của nó rất là cao đây. Khi các bác để dưới đất thì cũng cái con bổi của các bác cũng có thể là đánh được ngang các bác nhá, đánh được ngang và cũng có thể sập bình thường các bác nhá, sập bình thường này. Cái mẫu lùm này thì bên nhà em bán thì cũng là rất là rẻ thôi các bác nhá. Cái mẫu này thì nó có một cái đặc điểm hơn cái mẫu lùm mà thường em giới thiệu là nó có lớp chống bể mồi và lớp chống rúc. Đây lớp chống bể mồi đấy ạ. Các bác nhìn rõ trên video đây là lớp chống bể mồi này. Khi mà con mồi nó bị sập thì nó sẽ không đánh được cái con bổi nó sập thì nó sẽ không bị đánh, không đánh được con mồi ở bên trong lồng này các bác nhá. Ngoài ra nó còn có lớp chống rúc như thế này các bác nhá. Thì khối lượng của cái lùm này thì cũng rất là nhẹ thôi các bác nhá. Chỉ hơn 3 cân một tí ạ. Thì các bác mà nào mà
dùng để đi đánh rừng, đi đánh ở những địa điểm xa thì mang rất là tiện các bác nhé, rất mang rất là tiện này. Thì ở cái video này em giới thiệu hai cái mẫu lụp, hai cái mẫu lụp như thế này, một cái loại mẫu lụp thường và một cái loại mẫu lụp thừa. Bác nào mà thích cho mình cái mẫu lụp nào thì hãy để lại số điện thoại hoặc tin nhắn, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì bên nhà em vẫn ship hàng COD toàn quốc, các bác nhận được hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán các bác nhé. Thì ở một cái video ngắn em giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.